theo đó là vậy thì tại sao chúng ta lại nên sở hữu cổ phần Skyway ngay bây giờ? Thứ nhất là nếu mà hiện tại chúng ta sở hữu thì chúng ta sẽ sở hữu được cổ phần Skyway ở mức chiết khấu cao. Tức là sao? Tức là như phần trên em Nguyệt đã chia sẻ với cô chú anh chị rồi thì chúng ta đã được định giá cái vốn hóa thị trường trong tương lai khi mà chúng ta chào sàn. Chúng ta đã được định giá là giá trị 1 đô trên một cổ phần. Đúng không ạ? Còn thời điểm hiện tại là chúng ta đang mua thấp hơn cái giá trị thật. Ông Warren ông nói là sao ạ? Là bất kể dù mua bất à gì ạ? Chúng em Hạnh không nhớ chính xác cái câu đấy, nhưng mà nó là đại ý là chúng ta chỉ mua những cái thứ mà khi có giảm giá mà thôi, kể cả là quần áo cũng như vậy. Thì có phải là Skyway của chúng ta, cái giá trị của nó, cái giá trị mà được định giá sẵn của nó là 1 đô trên một cổ phần ở đây, và cái giá hiện tại của nó là đang là thấp hơn cái giá trị, giá cả đang thấp hơn giá trị, là cái thời điểm mà chúng ta nên ôm vào, chúng ta bán ra, là chúng ta nên ôm vào, đúng không ạ? Giá cả đang thấp hơn giá trị thì là thời điểm mà chúng ta nên ôm vào. Thế hiện tại ở cái mức chiết khấu của Skyway nó đang thấp hơn nhiều so với cái giá trị mà được định giá sẵn. Thế thì đây là thời điểm rất là phù hợp để cô chú anh chị sở hữu cổ phần. Với cái số vốn ít của mình cũng có cơ hội thay đổi trong tương lai. Mình cũng có cơ hội nhá, mình cũng có cái cánh cửa để thay đổi trong tương lai. Đúng không ạ? Thế thì đặc biệt là chương trình Expo. Chương trình Expo đến ngày hôm nay chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ khép lại. Và đây là cái thời điểm rất thích hợp và mức chiết khấu cực kỳ cao. 1.200 đô trả thẳng thì chúng ta được 96.000 cổ phần. Và 1.200 đô trả góp thì chúng ta được 84.000 cổ phần cơ ạ. Thế còn khi mà kết thúc 2 ngày còn lại này thì nó sẽ trở về với mức chiết khấu là 128 đến 130. Tức là 1.000 đô trả góp chúng ta chỉ còn được 28.000 cổ phần thôi, hay là 1.000 đô trả thẳng chúng ta chỉ được sở hữu đến 30.000 cổ phần thôi. Cái mức chênh lệch cực kỳ lớn, đúng không ạ? Thì cho nên là khi mà đầu tư thì chúng ta phải rất quan tâm đến yếu tố thời điểm, và chúng ta cũng là nên dành cái phần thưởng, ví dụ giống như là các nhà đầu tư của em Hạnh hay là ở đội nhóm của em Hạnh ấy, thì mọi người hay dành phần quà mua cho con này, mua cho vợ này, những cái gói, những cái phần quà như thế này, thay vì là mua iPhone 13 hay thay vì là mua những cái khác. Thế thì thay vì là chúng ta có, nếu mà nó không tạo ra tiền thì chúng ta cứ gọi tạm gọi là tiêu sản đi, đúng không ạ? Chúng ta tạm gọi là như vậy đi, thì chúng ta cũng trả góp. Ví dụ giống như là mua một cái iPhone 13 dành cho vợ, bây giờ là cũng gần 50 triệu trên một cái iPhone 13 mới, đúng không ạ? Thì trả góp. Thì thay vì như thế, chúng ta mua cho vợ đứng tên ở một tài sản của một doanh nghiệp thì nó hoàn toàn là ở một cái đẳng cấp khác, đúng không ạ? Và đặc biệt nó là yếu tố tài sản. Mà tài sản thì nó sẽ có yếu tố tăng trưởng rất lớn trong tương lai. Đấy là điều tuyệt vời mà chúng ta cũng trên góc độ là trả góp được hết. Nếu mà chúng ta, và em Hạnh cũng khuyên là cô chú anh chị nên trả góp để tận dụng được những cái chiết khấu như bây giờ. Đúng không ạ? Đúng rồi, như anh Thiệp nói là câu này, cổ phiếu hay quần áo chỉ nên mua lúc giảm giá. Đúng rồi đấy ạ. Đó, thế thì đấy là cái yếu tố thời điểm rất là quan trọng, và hiện tại cái cổ phần của Skyway đang ở mức chiết khấu rất là cao dành cho cô chú anh chị. Đúng rồi, quà 20 tháng 10 to đùng luôn đấy ạ, và rất đặc biệt, rất đẳng cấp luôn. Món quà cũng nói lên người tặng là ai luôn, đúng không ạ? Thứ hai nữa là chúng ta sẽ được đồng sở hữu một tập đoàn với các công ty công nghệ Skyway. Đây, đây thì em Hạnh sẽ giới thiệu sơ qua cho cô chú anh chị về hệ sinh thái hiện tại của Skyway mà đã được công bố nha. Còn chưa được công bố thêm thì em Hạnh cũng không có thông tin để chia sẻ đâu, cũng chỉ là đợi công ty sẽ đưa ra thông tin thôi. Thì hiện tại hệ sinh thái tập đoàn của chúng ta đang có những hạng mục như thế này. Hạng mục mà như phần ban đầu em Nguyệt có chia sẻ cho cô chú anh chị ý, thì nó mới chỉ là một phần của công nghệ tàu Skyway thôi. Thì chúng ta đã thấy rất tuyệt vời và cực kỳ tiềm năng rồi, đúng không ạ? Thì ngoài ra chúng ta còn rất nhiều những hạng mục khác, giống như là mùn vi sinh mà lúc nãy em Hạnh có chia sẻ này, hay là ô tô điện dành cho người khuyết tật này, hay là máy bay không người lái này, hay là thành phố tuyến tính này. Đấy, có rất nhiều những cái công nghệ này. Và ngài chủ tịch đã nói là gì ạ? Là trong tập đoàn này thì không có dưới 100 công ty, có dưới 100 công ty ở các nước khác nhau đâu cô chú anh chị ạ. Thì tại sao lại là như vậy? Thì cô chú anh chị hình dung là ngài chủ tịch của chúng ta là một nhà khoa học vĩ đại,
là một nhà khoa học của nhân loại và ngài có hơn 150 bằng phát minh. Cô chú anh chị cứ hình dung là nếu mà ở Việt Nam ấy, thì 4 năm, từ 3 đến 4 năm chúng ta mới hoàn tất cái việc là cấp được một bằng phát minh ạ. Em hãy quên cái câu đấy. Việt Nam sẽ mất từ 3 đến 4 năm để xử lý và hoàn thiện để chứng nhận cho một cái phát minh. Thế còn ngài chủ tịch của chúng ta, một năm ngài chủ tịch của chúng ta được cấp 28 bằng phát minh, cô chú anh chị ạ. 28 bằng phát minh một năm. Kinh khủng khiếp không ạ? Thì đấy nó mới gọi là đẳng cấp của một nhà khoa học vĩ đại của nhân loại là như vậy. Và rất là vinh dự cho chúng ta cũng như là rất là biết ơn. Thì ngày hôm nay em Hạnh cũng như là các cô chú anh chị mình được góp vốn và mình được làm việc cùng với ngài chủ tịch, cùng với cái con người mà mang lại một cái sự biến đổi tuyệt vời không chỉ cho các cổ đông của mình đâu mà còn cho cả toàn hành tinh nữa. Thì đúng là ngài Anatoly Unitsky đây ạ. Thì chúng ta có thể gửi một lời biết ơn tới ngài chủ tịch đúng không ạ? Ngài chủ tịch năm nay đã 72 tuổi rồi, 73 tuổi rồi. Đấy. Nhưng mà ngài chủ tịch, nhưng mà nhà mình có thấy là những cái hình ảnh gần đây ngài chủ tịch của chúng ta rất phong độ không ạ? Rất là phong độ đúng không ạ? Các cổ đông hay gọi vui là ngài chủ tịch của chúng ta đang rất là phong độ đấy. Hai ngày nữa thì chúng ta sẽ hết cái gói expo đấy ạ. Thì chúng ta hãy cố gắng thu xếp nha. Trả góp để giữ gói cũng được ạ. Đấy. Thì ngày chúng ta tại sao các cổ đông của Skyway càng gắn bó với Skyway ấy, thì lại càng thương ngài chủ tịch. Em Hạnh cũng rất là thương ngài chủ tịch. Bởi vì như ông của em Hạnh ở quê bây giờ là ngoài 80 gần 90 rồi. Thì cũng là bộ đội về hưu. Cũng là bộ đội về hưu thì nếu mà ở cái độ tuổi của ngài chủ tịch ý, thì bây giờ đang quây quần ở bên con cháu rồi, đúng không ạ? Đang quây quần ở bên con cháu rồi. Thế nhưng mà cái ngài chủ tịch nói làm sao ạ? Cái thời gian mà tôi ở trên máy bay ý, còn nhiều hơn là thời gian của tôi ở dưới mặt đất. Và cái cường độ làm việc đến cái mức mà sao ạ? Là cái thời gian nghỉ ngơi của tôi ý, là cái thời điểm để tôi nghĩ làm sao để phát triển tối ưu hơn và tối đa hơn. Cái công nghệ Skyway tuyệt vời không ạ? Thì ngài đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho công nghệ Skyway rồi. Và đấy là cái điều mà ngày hôm nay chúng ta đang được thừa hưởng lại đấy ạ. Có rất nhiều người khi mà tìm hiểu Skyway tại sao lại nói rằng là tại sao một cái miếng bánh ngon này lại đến lượt mình. Thì bởi vì chúng ta đang chưa hiểu đến thế nào là crowdfunding và chúng ta chưa hề biết đến cái sự hy sinh của một cái công trình nghiên cứu người ta dành cả cuộc đời hơn 40 năm để ra một cái kết quả ngày hôm nay chúng ta được phép góp vốn vào. Chứ không phải là ngày hôm trước, ngày hôm sau ra được kết quả này đâu cô chú anh chị ạ. Nhà mình nên hiểu cho em Hạnh điều này nhá. Và vì hiểu nên cái điều này nên là chúng ta sẽ thương ngài chủ tịch hơn. Chúng ta thương người cha già của chúng ta thương người mà đứng đầu tập đoàn của chúng ta hơn. Và những cái cống hiến của ông dành cho công nghệ Skyway, dành cho thế giới, dành cho nhân loại này. Đấy. Thế thì đấy nó chính là cái lý do mà ngài chủ tịch của chúng ta đến bây giờ là hơn 150 bằng phát minh. Thì mỗi một cái bằng phát minh của ngài chủ tịch thì sẽ được triển khai lần lượt ở trong tập đoàn của mình. Thì trong tương lai chúng ta sẽ có hơn 150 doanh nghiệp. Nó sẽ tương ứng với hơn 150 dòng tiền. Nếu chúng ta sở hữu cổ phần của tập đoàn thì chúng ta sẽ được hưởng những dòng tiền đó. Cô chú anh chị hình dung ạ? Còn nếu khi mà cổ phần của tập đoàn khép lại, huy động vốn khép lại và lúc đấy, ví dụ trong tương lai hạng mục máy bay không người lái của Skyway huy động vốn mà chúng ta góp vốn vào cái lĩnh vực máy bay không người lái thì khi đó chúng ta chỉ được hưởng lợi nhuận duy nhất của hạng mục máy bay không người lái thôi. Cô chú ý, anh chị hình dung ạ? Thì đấy là lý do vì sao mà chúng ta nên sở hữu cổ phần Skyway ngay bây giờ để chúng ta sở hữu được trọn bộ quyền lợi của lợi nhuận của tập đoàn chứ không phải là một hạng mục ở trong đó, đúng không ạ? Thứ ba nữa là lãi vốn trên số tiền đầu tư. Như đã nói ở trước ý, thì đây là một trong những cái mà nó tạo đòn bẩy cực kỳ lớn. Và ông doanh nhân cũng như là nhà đầu tư nổi tiếng, ông nói rằng là không có là một nhà đầu tư thiên thần hoàn toàn có trở thành triệu phú và tỷ phú đô la nhờ lĩnh vực này. Thì nó chính là đòn bẩy của lãi vốn.
ở đây là thống kê lại một số lịch sử giá cổ phần cổ phiếu của một số các tập đoàn lớn trên quốc tế. Đấy, thì cô chú anh chị hình dung này, đây là năm thành lập này, năm IPO này, thời gian để IPO. Đấy, thì cô chú anh chị hình dung là có rất nhiều người bảo Skyway của chúng ta huy động vốn lâu thế, huy động vốn mãi mà không thấy kết thúc gì cả. Thế thì cái vấn đề nó ở đây là lâu so với cái gì? Đúng không ạ? Chúng ta nói rằng là lâu, nhưng mà lâu là so với, chúng ta so sánh với những dự án ngắn ngày, những dự án vài tháng đến một năm, thì chúng ta ok, vài năm mà so với vài tháng thì chúng ta thấy lâu thật, đúng không ạ? Thế nhưng mà đó là một sự so sánh khập khiễng. Chúng ta phải so sánh với những thương vụ lớn, thương vụ IPO nổi tiếng của những tập đoàn công nghệ mà nó có cái quy mô sánh ngang Skyway của mình. Thì chúng ta mới thấy được rằng là trung bình là những tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới thì nó họ sẽ mất từ 6 đến 10 năm. Ví dụ giống như Microsoft là mất đến 11 năm hay Alibaba là mất đến 15 năm. Đấy, thì tức là từ mất từ 6 đến, mình cứ cho số tròn là 12 năm. Từ 6 đến 12 năm để hoàn tất một thương vụ IPO. Vậy thì Skyway của chúng ta đang ở năm thứ 7 thì theo cô chú anh chị có phải lâu không ạ? Nó hoàn toàn là nằm trong cái khoảng thời gian đó. Đúng không ạ? Đó, cho nên là bây giờ mình bảo lâu thì quan trọng là lâu với cái gì? Đúng không ạ? Nó hoàn toàn là trong phạm vi hết. Mà Ngài Chủ tịch cũng nói rồi là chúng ta sẽ không quá một thập kỷ. Không quá một thập kỷ là không quá 10 năm. Thì bây giờ chúng ta đang ở qua năm thứ 7 rồi. Đấy, rất đúng tiến trình rồi. Và tức là kể cả thoải mái thời gian thì chúng ta cỡ độ 3 năm nữa thì chúng ta đã thấy thành công rất là lớn với Skyway rồi.